U Dung Lý Nùng thay chú cảnh sụ ế U Nùng thay lô cảnh ta. Ui cái gì còn trời ní con gió tao ở bên này cơ mà. Nùng thay tao ở bên này. Nùng thay Nùng thay Nùng thay tao ý xuống nó có chín rúa xem nè. Nông thái, bố cho có sáng à? Chị sáng à? Vân giới. Dù cả thẳng áp bê lù. Vân giới, đi dỗ mở nâu. Dù cả thẳng áp bê lù. Lê mà. Con giờ, đến đây chị xin chị có bữa ăn ngon ngủ ngon nè. Nông thái ơi, bây giờ tao ăn ngon á. Tao nói ít lúa, tao nói bóc chân đĩa. Bây giờ tao ngủ á, 9-10 giờ sáng tao mới dậy đấy. Ôi con giờ, sao mà ăn nhiều thế? Nông thái ơi, ăn nhiều mới có cơ bắp à, có chút bộ. Cơ bắp à. Con giờ, tao đến thăm mày lần này là lần cuối rồi. Nhớ kỳ cuối đình đỏ tê rồi. Nhung thái chết cỡ mà nó cần chúng quý mà cũng mầm luôn. Tao đi về hôn tao về mà chung nào mày cứ như kiểu là tao không về ấy. Cái tảng hôi vậy tuần đúng còn giờ làm cái gì mà thơm thế. Ồ Nhung thái thế là mày không biết à? Tao ăn tăng cay đấy, tăng cay nào ngon lắm á. Còn giờ ấy tao nó bón nó tăng cay ha. Ui tụi cũng nó sao? Lạ nè. Mẹ tao không có tiền tao còn đúng 2000. Tao cho mùi giúp tao cái tao nó thôi. Có chứ nào cây dung. Còn giờ chị phụ của nó chỉ có một chế đó. Còn giờ, đi chị, muốn chế hả? Ô, nụ phai, nhấp lắm á. Một nữa, có chị phụ của nó. Ô, nụ phai nữa mà, nó hố lâu rồi đi. À, còn giờ chưa hôi tao bà. Mày đi mày đừng có ra đây nữa nha, nồng thay nha. Chưa hôi tao bà. Hôi nó ra con lụt sao hả? À, cả nồng thay mùi nó có sao không ấy. Nồng thay mùi chê, nhưng mà yếu tế nó xa liết lấy nè. Nó nốt từ nồng thay ra tổ chủ thì nồng thay mà nó sai luôn. Hả? Ui! Thì nó xả lý này, mất con này. Hôm nay tuần thay mà tao sai. Nó xả lý này. Mất con coi. Nó thay, giờ ra nó có chân sức của giá trị của một chế lửa lô. À, dùng con giới rồi. Nó cho các mừng mua con giới. Ôi ít thế cho. Con giờ con giờ con giờ đây chả phải cái xà lý của con giờ à. Con giờ này mất xà lý để lại này mất thử nè. Con giờ cặp đôi chúng mới chào mừng em, cặp sẽ có lớp xử lý tập của em, chứ tao có lớp xử lý cho mừng em, tao thấy tao sai lại sơ. À, mau mau đuổi đi, cho lớp xử lý cho mừng, tao chế hầu rồi sẽ là. Cho lớp xử lý cho mừng, tao chế hầu rồi sẽ là.